Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trình diễn thế nào trong bán kết Miss Universe 2023? Tại đêm bán kết Miss Universe 2023, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và hơn 80 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã thể hiện màn hô tên, trình diễn đồ bơi và trang phục xã hội. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đại diện Việt Nam xuất hiện trong layout trang điểm sắc sảo với điểm nhấn son môi đỏ. Nàng hậu hô vang hai tiếng Việt Nam đầy nội lực, đồng thời giơ cao tay thể hiện sự quyết tâm. Màn trình diễn đồ bơi của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa được nhận xét là tạm ổn. Trong phần thi trình diễn trang phục xã hội, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa mặc thiết kế có tên gọi Queen of the Line, nữ hoàng ánh sáng, được thiết kế bởi nhà thiết kế Linh San. Queen of the Line lấy cảm hứng từ loài hoa quỳnh và ánh sáng. Nhà thiết kế Linh San đã truyền tải vào mẫu thiết kế xã hội với sắc trắng để tạo nên điểm độc đáo cho bộ trang phục đặc biệt dành cho Quỳnh Hoa. MC giới thiệu về người đẹp Việt Nam, Quỳnh Hoa đang thực hiện sứ mệnh mang lợi ích về sức khỏe sinh sản cho những phụ nữ còn hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Hoa 25 tuổi, yêu thích gym và boxing, đang là sinh viên ngành sản xuất phim và đạo diễn. Cô muốn hướng đến việc bảo vệ phụ nữ yếu thế và trẻ con, cấp thiết ở hiện tại là những nạn nhân bị bắt nạt trên không gian mạng. Cô ấy luôn nhắc nhở bản thân về điều này bằng những gì cô ấy đã đạt được trong cuộc sống. Đêm chung kết đấu trường nhan sắc Miss Universe 2023 sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 11 theo giờ Việt Nam.